Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Ở bài 05.03, chúng ta đã tìm hiểu cát hung lục thân phát động. Ở bài 05.04, chúng ta cũng nắm sơ lược cát hung lục thân động biến. Chúng ta biết rằng trong quẻ có hào phát động. Thông thường, hào này sẽ là đầu mối quyết định đến biến hóa, quyết định đến cát hung của sự việc dự đoán. Vậy hào động, nó nói lên điều gì? Cái bản chất của nó thể hiện như thế nào tới nội dung cát hung của sự việc dự đoán? Bài học hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu rõ điều đó. Chúng ta đi vào nội dung bài học bản chất của hào động, điểm uốn hay cực trị. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta gieo quẻ bằng đồng xu, nếu gieo được 3 đồng sấp, chúng ta được lão dương hay hào dương động. Mà dương cực động ở quẻ chính sẽ biến hào âm ở quẻ biến. Nếu gieo được 3 đồng ngửa, chúng ta được lão âm hay hào âm động. Mà âm cực động ở quẻ chính sẽ biến ra hào dương ở quẻ biến. Hào động ở đây bởi vì âm biến dương, dương biến âm, nó thể hiện cái sự biến hóa. Chính nó biểu thị cái sự biến hóa của nhân sự vật phát sinh ở một cái thời điểm nhất định nào đó. Nó ảnh hưởng đến tình trạng diễn biến cát hung của đối tượng được dự đoán. Ví dụ như là sự biến hóa từ sáng sang tối, tối sang sáng, mạnh sang yếu, yếu sang mạnh, nhạt sang đậm, đậm sang nhạt, có sang không, không sang có, hiện hữu sang không hiện hữu hoặc là không hiện hữu sang hiện hữu, từ cát sang hung, từ hung sang cát, vân vân. Hay chúng ta có thể hiểu là hào động nó biểu thị một cái bước ngoặt nhất định liên quan tới nhân sự vật mà nó làm đại diện. Hay nói một cách khác dễ hiểu hơn, nếu chúng ta diễn tả cái xu hướng cát hung của sự việc dự đoán bằng cách vẽ đồ thị, thì nhân sự vật được đặc trưng bởi hào động, nó chính là cái điểm uốn của đồ thị hoặc là điểm cực trị của đồ thị. Chúng ta có thể hình dung như sau. Cái cát hung của đối tượng dự đoán có thể được biểu diễn bởi hàm số của hào động, của nhật nguyệt vân vân. Hoặc là cát hung của dụng thần có thể biểu diễn bởi hàm số của nguyên thần, kỵ thần, cừu thần vân vân. Tức là chúng ta có thể dùng đồ thị để chúng ta minh họa cho cái bản chất của hào động. Chúng ta coi đồ thị của hàm F, nó biểu thị cái xu hướng cát hung của đối tượng dự đoán. Thì tại các điểm uốn hoặc là cực trị chính là các vị trí tương ứng với cái vị trí cực biến trong quẻ hay là cái vị trí hào phát động trong quẻ. Cái hào phát động nó thể hiện cái bước ngoặt, nó tương ứng với nơi xảy ra cái điểm uốn của đồ thị. Nếu chúng ta có thể giả định là đồ thị đi lên thì nó biểu thị cái xu hướng cát, đồ thị đi xuống nó biểu thị cái xu hướng hung. Thì các điểm uốn nó tương ứng với cái nguyên thần, kỵ thần phát động, nó thể hiện như sau. Nếu nguyên thần mà phát động, đồ thị nó gặp cái điểm uốn hoặc là đạt cực tiểu là lúc sự việc nó chuyển biến tốt, tức là đồ thị đi lên. Còn nếu kỵ thần mà phát động thì nó đồ thị nó gặp cái điểm uốn hoặc là cực đại là cái lúc sự việc nó chuyển biến xấu, tức là đồ thị đi xuống. Các bạn nhìn cái hình ở trên đồ thị thì khi đồ thị nó đi xuống tới điểm U1 mà gặp nguyên thần phát động thì đồ thị nó lại đi lên, tức là biểu thị cái xu hướng cát tượng. Ở điểm U2 là cái điểm đồ thị bắt đầu đi từ dưới lên trên, từ U1 cho tới U2. Tới U2 là cái lúc mà kỵ thần nó phát động, thì ở đây nó đạt cực trị, thì lúc đó đồ thị nó bắt đầu chuyển hướng xuống, có nghĩa là gì? Là hung tượng, cái xu hướng gặp hung tượng. Chúng ta đi vào ví dụ minh họa để chúng ta có thể hiểu rõ cái cách vận dụng bản chất của hào động trong cái việc dự đoán lục hào ra làm sao. Vào ngày Nhâm Thìn tháng Dậu, đoán mất tiền, được quẻ hoán biến trung phu. Đoán mất tiền, đương nhiên chúng ta chọn hào Thê Tài Dậu Kim, nó ẩn phục dưới hào 4 làm dụng thần. Dụng thần Dậu Kim nó lâm nguyệt, lại được nhật sinh là vượng, thoạt nhìn thì đó là cát tượng. Nhưng bởi vì đây là quẻ độc phát cho nên trọng tượng hơn là ngũ hành. Hơn nữa cái hào động nó là cái điểm uốn hay là cực trị
nó biểu thị cái nơi đường xu hướng cắt hung của cái việc tìm vật nó xảy ra biến hóa. Cái dụng thần thê tài dậu kim nó vượng, nó biểu thị cái đồ thị có xu hướng đi lên, tức là biểu thị cát tượng. Nó mang cái ý là gì? Là khả năng tìm được tiền rất là lớn. Nhưng trong quẻ hào sơ nó phát động, nó khiến cho dụng thần thê tài dậu kim nó gặp tuyệt. Kim gặp tuyệt tại dần. Nó biểu thị là cái điểm uốn hay là nơi xảy ra cái biến hóa, khiến cho đồ thị đang đi lên lại gặp điểm uốn mà chuyển hướng đi xuống, tức là từ cát chuyển sang hung. Đây chính là biểu thị hung tượng, tức là không tìm được. Và kết quả là không tìm được. Chúng ta có thể vẽ đồ thị xu hướng cát hung của việc tìm tiền như hình như sau. Ở hình này, dụng thần vượng thì chúng ta có thể hình dung nó giống như là đồ thị đi lên bắt đầu từ gốc ô của nó theo xu hướng đi lên. Khi nó đi lên tới đỉnh là cái điểm mà tôi bôi cái hình màu đỏ, thì nó tương ứng với cái gì? Với dụng thần lâm tuyệt tại hào động. Thì tại cái lúc này đồ thị nó làm sao? Nó lại đi xuống, chuyển hướng là đi xuống, tức là biểu thị cái xu thế là khó có thể tìm được tiền, tức là không tìm được tiền. Chúng ta chuyển sang ví dụ tiếp theo. Vào ngày Giáp Dần tháng Ngọ, nữ đoán hôn nhân được quẻ đoài biến quải. Ở cái ví dụ này, cái vấn đề đặt ra đối với người luận quẻ là người nữ này có chồng hay chưa? Bởi vì cái cách luận quẻ trong trường hợp chưa chồng nó có chút khác biệt với cái tình huống là đã có chồng. Do đó, thông qua cái biến hóa của quẻ, chúng ta phải dự đoán được cái hoàn cảnh hôn nhân của người nữ ra làm sao, có chồng hay chưa, thì mới có cái cơ sở để dự đoán tiếp theo. Đây là quẻ có hào động, mà hào động ở đây lại chính là hào phụ mẫu. Mà hào phụ mẫu là biểu thị trong hôn nhân, nó biểu thị là giấy đăng ký kết hôn, lại là quẻ độc phát. Vậy thì cái mấu chốt để phán đoán người nữ này có chồng hay chưa chính là cái hào phụ mẫu động. Bởi vì thần cơ như động hay là hào động chính là nơi để thể hiện cái sự biến hóa của giấy kết hôn của đương sự. Nó là cái nơi diễn ra cái điểm uốn hay điểm cực trị của đồ thị xu hướng cát hung hôn nhân của người nữ này. Thì chúng ta cần nhìn xem là hào ba phụ mẫu sử thổ nó gặp không vong phát động, lại hóa ra phụ mẫu thìn thổ thì nó thể hiện cái điều gì? Trong dự đoán hôn nhân thì phụ mẫu nó thể hiện là giấy chứng nhận kết hôn. Do đó cái phương thức tư duy của chúng ta là gì? Nếu như chưa có giấy kết hôn thì cái điểm uốn hoặc là cực trị nó thể hiện là gì? Là từ không thành có. Còn nếu đã có giấy kết hôn thì cái điểm uốn hay cực trị nó thể hiện thành là gì? Là hoặc là có nữa, hoặc là không còn, tức là ly dị. Từ đó chúng ta dựa vào cái sinh khắc xung hợp không phá vân vân để chúng ta dự đoán. Thì chúng ta thấy rằng hào ba phụ mẫu nó được nguyệt sinh nhật khắc vượng siêu tương đương, nhưng nó động lại hóa tiến là vượng. Nó biểu thị là gì? Là có giấy chứng nhận kết hôn, tức là người phụ này đã có chồng. Nhưng cái tượng hóa tiến nó cũng là cái ý tượng gì? Là hiện đang có chồng. Mà lại tiến thì nó biểu thị là gì? Đã có phụ lại còn thêm phụ. Đã có giấy kết hôn lại còn có giấy gì? Thêm giấy kết hôn. Nhưng bởi vì nó gặp không vong, cho nên chúng ta suy luận là gì? Là có giấy kết hôn mà như không. Ở đây chúng ta thấy rằng hào phụ mẫu sửu thổ nó gặp không vong, lại động mà hóa mộ, hóa ra thìn thổ chính là hóa mộ. Thì thông thường trong dự đoán hôn nhân mà hào phụ mẫu nó mà gặp hai trong bốn tình huống, đó là gì? Đó là không vong, đó là mộ, đó là lâm huyền vũ hoặc là ẩn phục. Nó gặp hai trong bốn tình huống đó thì được coi là vị hôn đồng cư, tức là cái tượng gì?
là chưa kết hôn mà đã sống chung. Từ đó chúng ta thấy rằng là gì? Là cái hào động này nó thể hiện hai cái điều. Điều thứ nhất đó là gì? Là đã có chồng, đã có giấy kết hôn, nhưng lại thêm một cái giấy kết hôn nữa. Mà cái giấy kết hôn này thì cũng không hẳn là gì? Là giấy kết hôn. Tức là cái dạng là gì? Là cái dạng nửa nạc nửa mỡ đấy. Vừa là giấy kết hôn mà cũng không phải là giấy kết hôn, mà lại là cái tượng vị hôn đồng cư. Tức là gì? Là có cái tượng ngoại tình, đã có chồng nhưng lại ngoại tình, sống chung với một người đàn ông khác. Mặt khác chúng ta để ý rằng hào thế là người xin đoán, nó lâm phụ mẫu mùi thổ, nhưng nó lại hợp với gì? Với nguyệt là ngọ hỏa. Mà nguyệt ngọ hỏa lại là quan quỷ. Quan quỷ trong dự đoán hôn nhân lại là người đàn ông. Cho nên đây chính là cái tượng gì đây? Là cái tượng ngoại tình. Mà hào thế lại lâm huyền vũ. Huyền vũ chủ gì? Ám muội giấu giếm. Do đó cái tượng ngoại tình rất là rõ ràng. Mặt khác chúng ta để ý rằng là gì? Hào thế là người xin đoán ở hào 6. Còn hào quan quỷ tị hỏa là người chồng của cô ta lại ở hào 1. Hào 6 và hào 1 nó cách nhau rất là xa. Anh ở đầu sông, em cuối sông. Cho nên nó thể hiện là cái gì? Là cái tượng rất ít khi gần gũi với chồng. Đó cũng là một trong những lý do mà người phụ nữ này làm sao ngoại tình. Và kết quả là đã có chồng, nhưng mà cái tình cảm hai vợ chồng không hòa hợp. Chồng thì ở xa, do đó bản thân thì lén lút ngoại tình với người đàn ông khác. Tóm lại, cái việc chúng ta hiểu về bản chất của hào động là hết sức quan trọng trong dự đoán lục hào. Chúng ta cần nắm vững để vận dụng cái việc suy đoán, biến hóa hay là suy đoán cái bước ngoặt nó xảy ra trong từng tình huống cụ thể của đối tượng dự đoán. Bài học này lẽ ra thì tôi để dành để trình bày trong cái phần kỹ thuật dự đoán lục hào, nhưng bởi vì phần lý thuyết cơ bản này nó có rất là nhiều ví dụ và cái nội dung nó liên quan đến nó, cho nên tôi trình bày trước để các bạn có cơ sở, để các bạn có thể thực hành làm quen với cách suy diễn khi quẻ có hào động. Bài học về bản chất của hào động đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.